Mang yêu thương tới người dân vùng lũ, phần 3. Chuyến cứu trợ của đoàn từ thiện Guruji Ruma tại tỉnh Nong Khai, Thái Lan, ngày 18 tháng 9 năm 2567 Phật lịch. Khoảng giữa tháng 9 năm 2567 Phật lịch, Nong Khai là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan, giáp ranh với Lào, đã bị ngập lụt nghiêm trọng sau nhiều ngày trời mưa như trút nước. Nước sông Mekong dâng cao hơn 13 mét, tràn vào đất liền đe dọa cuộc sống của người dân. Nhiều địa phương không kịp sơ tán đồ đạc và tài sản. Theo thống kê, có hơn 75 ngôi làng trên địa bàn tỉnh Nong Khai đã bị ngập. Nhiều khu vực chìm trong mực nước sâu từ 1 đến 2 mét. Giao thông bị chia cắt, người dân phải chấp nhận sống chung với lũ. Bức tranh Nong Khai, Thanh Bình bỗng trở thành một mê cung nước rộng lớn. Ngày 18 tháng 9 năm 2567 Phật lịch, Guruji Ruma đã cho các học trò đại diện Ngài mang những phần quà tới cứu trợ cho những người dân bị lũ lụt tại Nong Khai. Địa điểm mà đoàn từ thiện mang quà tới là tòa nhà trụ sở chính quyền thành phố Nong Khai. Tại đây, đoàn đã trao tặng rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết, bao gồm 2,4 tấn gạo, 100 chai nước tương, đường cát 100 kg, dầu ăn 100 chai, 1.000 cái bánh ú, 100 hũ bơi chà là, 180 tiếp kem đánh răng, bột giặt 100 túi, 540 bàn chải đánh răng, 400 cục xà bông và 2.400 bình nước lọc. Tổng giá trị quà tặng là 142.000 bạc. Cùng với đó, Guruji Ruma cũng gửi tặng thêm 200.000 bạc tiền mặt để hỗ trợ người dân có thêm kinh phí trang trải cuộc sống sau khi nước rút. Tổng giá trị quà tặng lên đến 342.000 bạc, tương đương 255 triệu Việt Nam đồng. Ông Sompop Samittasiri, chủ tịch thành phố Nong Khai, tỉnh Nong Khai niềm nở tiếp nhận những phần quà cứu trợ. Ông cũng thay mặt chính quyền và người dân nơi đây cảm tạ Guruji Ruma. Hy vọng những phần quà thiết thực và kịp thời mà Guruji Ruma gửi đến sẽ góp phần giúp cho người dân vùng lũ vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống sau thiên tai.